Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh Bếp Của Ba. Tiếp theo hành trình tại thành phố Vũng Tàu, Bếp Của Ba được dịp đi ăn phở rùa, một món đặc trưng tại thành phố Vũng Tàu nha cả nhà. Còn được ngồi cà phê phin, view biển có 102 luôn cả nhà ơi. Chưa hết đâu nha, còn được đi ngắm phố, ngắm biển nữa nè cả nhà. Cái đặc biệt mà du khách đến đây thì ai cũng muốn xem toàn thành phố Vũng Tàu trong tầm mắt nha cả nhà. Đây là đoạn đường lên đỉnh núi nè, với những khúc cua và không khí trên đây thật là mát mẻ. Cả nhà hãy theo chân Bếp Của Ba để xem một phong cảnh thật là đẹp tại đây nha. Hello, xin chào cả nhà. Chào cả nhà buổi sáng nha. Giờ buổi sáng là sáng hôm nay Bếp Của Ba sẽ đi uống cà phê và ăn sáng với lại ông Dượng của mình. Cả nhà theo mình, theo chân mình nha. Rồi, bây giờ đi ăn sáng uống cà phê. Từ ở nhà mà đi ra cái chỗ ăn sáng nó cũng gần lắm cả nhà. Thì trên đường lây lai, thấy Dượng mình quẹo qua đường Đồ Chiểu, rồi đi thẳng tới một tí xíu nữa là sẽ gặp cái quán bên tay phải nha cả nhà. Phở Rùa là cái quán này mình vừa nói nha cả nhà. Còn cái quán Phở Rùa 2 vừa thấy khai trương hồi tháng 6 ở số 12 Phan Bội Châu nha cả nhà. Hôm nay được ông Dượng mình dẫn đi ăn cái món phở này. Món phở rất là đặc trưng ở Vũng Tàu nha. Cái cọng phở rất là mảnh luôn nha. Rất là giống cái hủ tiếu. Ăn phở thì phải có tí tương ớt và tương đen nó mới ngon cả nhà. Rồi xin mời nha. Và thêm một ít rau thơm nữa nha cả nhà. Cái phở này nó rất là khác với lại cái phở mình hay ăn. Cái bánh phở này nó hơi dai so với lại cái bánh phở bình thường. Ăn rất là ngon. Cái nước nó rất là thanh và ngọt luôn cả nhà. Lúc này là vừa ăn xong bữa sáng nè cả nhà. Thì bây giờ Bếp Của Ba đang trên đường đi kiếm một cái chỗ ngồi uống cà phê ở bãi trước. Cả nhà tiếp tục theo Bếp Của Ba nha. Đây là bãi trước thành phố Vũng Tàu. Sáng hôm nay mình đi với lại Dượng mình ghé uống cà phê ở khách sạn Royal Hotel. Cà phê view biển nè cả nhà. Ngồi ngay bãi trước luôn. Đây là khung cảnh của khu vực bãi trước thành phố Vũng Tàu nha cả nhà. Biển sáng hôm nay rất trong và xanh luôn. Trời này mà tắm biển là quá tuyệt vời luôn. Mời cả nhà cà phê sáng nha. Để cho đường như vậy. Cảm giác rất là ghiền cà phê, rất là thèm cà phê luôn rồi cả nhà. Cà phê này là cà phê pha phin nha, chứ không phải cà phê máy nha. Cà phê truyền thống nha. Uống cà phê sáng nha. Cà phê rất là ngon cả nhà ơi. Tàu bãi trước Vũng Tàu có cái xe điện này cả nhà, đi một vòng Vũng Tàu này. Có giá từ 50.000 2 km, 25.000 là cho km tiếp theo. Cái này đi vòng vòng ở biển Vũng Tàu cả nhà, hay quá. Ở đây thì uống cà phê vừa ngắm biển vừa ngắm khách du lịch. Còn mà nhìn xuống biển thì mình thấy những chiếc tàu nó đậu ở đây nè. Thì lâu lâu có những cái chiếc tàu lớn nó đi ở ngoài kia nhìn cũng rất là vui cả nhà. Cuối tuần ở đây cà phê nào cũng đông hết cả nhà. Đông nghẹt luôn. Rồi bây giờ mình dẫn cả nhà đi coi cảnh xung quanh khu vực thành phố nha. Buổi sáng cuối tuần rất là bận rộn của trung tâm thành phố Vũng Tàu. Đây là khu vực bãi trước thành phố Vũng Tàu cả nhà.
đây xuống đây tắm biển nè. Đây có cả bãi đậu xe nha. Ai đi xem đeo, để xem tao vào trong đậu luôn nè. Xe hơi thì chỉ đậu ở ngoài này thôi. Biển đẹp, trời thời tiết đẹp. Tại xe nó xuống á, xe hơi á, lại xe hơi nhiều quá mà. Bây giờ mình đang ở cái chỗ đường lên trên đỉnh núi để xem toàn cảnh thành phố Vũng Tàu cả nhà. Đường cũng khá là nhỏ cho nên cũng hơi đông cả nhà. Nên hôm nay là lên view cảnh thành phố rồi. Ai cũng lên đây hết. Đây đâu được không? Đúng là mình đây. Bây giờ là thoáng hơn hồi nãy rồi đó nha. Hồi nãy kẹt xe bây giờ thoáng hơn. Đường ở đây khá là nhỏ mà xe rất là đông. Ai cũng ra lên núi đây nè. Đây chỉ có đường duy nhất để lên núi mà xem cái khung cảnh toàn cảnh thành phố Vũng Tàu. Ai cũng chen lên, bây giờ xe hơi lên rồi xuống chỉ có một đường thôi nên liên tục kẹt xe luôn. Cái lượng người xuống thì rất là đông. Hiện tại ở trên đây là thoáng hơn rồi cả nhà. Ở trên đây đường nó rộng hơn. Lên núi. Tôi đã cắm bảng cho đây là tuyệt đối không ngồi chơi tại chỗ vắng vẻ nha cả nhà. Tại cái khu này là không có người dân. Người ta sợ trộm cướp này kia nọ cho nên là không ngồi. Đây là mình lên thẳng khu vực đèn hải đăng luôn.
chỗ này là cái đài hải đăng này là cái thuộc là một trong những cái hệ thống đèn biển Việt Nam nha cả nhà. Nó trải dài từ bắc xuống tới nam luôn. Đây bản đồ này là các cái vị trí đặt đèn hải đăng. Đây trước mặt mình là cái đài hải đăng. Cái này là cái đèn để mà để cho các tàu bè đi bên ngoài khơi á, có thể biết được đây là khu vực đất liền. Rất là mát mẻ cả nhà. Ở đây không khí rất là thoáng, mát mẻ luôn. Rất nhiều người lên đây xem cảnh và chụp hình trên đây luôn. Ở đây được cái view là xem toàn cảnh thành phố Vũng Tàu rất là đẹp. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ngay chỗ đài hải đăng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cả nhà. Thì đây là cái nơi rất là lý thú để cả nhà có thể view toàn cảnh thành phố Vũng Tàu từ bên trên ha cả nhà. Và cái đó là cái bãi sau cả nhà. Nguyên cái bãi biển luôn. Và nhìn xa hơn nữa là thấy cái ngọn núi có cái tượng thánh, tượng Chúa Vân Tây nè. Mình có thể thấy tượng Chúa Vân Tây ở bên núi bên kia nha cả nhà. Ở tượng Chúa Vân Tây bên đó nha cả nhà. Rồi. Ở đây là cái view cảnh khu vực nhìn toàn cảnh khu vực bãi sau của thành phố Vũng Tàu và trung tâm thành phố Vũng Tàu. Hiện tại giờ cạnh bờ biển cũng rất nhiều các cái khách sạn mới xây rất là đẹp. Còn bên đây là khu vực của bãi trước thành phố Vũng Tàu. Đây là hướng về thành phố Hồ Chí Minh nè cả nhà. Biển hôm nay cũng êm lắm. Trời mù rồi, chắc cũng sắp mưa rồi hay gì đây. Ở trên đây mùa mưa rất là xanh mát luôn. Không khí rất là mát. Ở đây có một cái không gian nè, để lên đây coi. Có gì trên đây. Ở đây là cái chỗ lên cao nhất rồi cả nhà. Ở đây có một cái đường lên để lên cái khu cao nhất ở chỗ này. Đây được gọi là cái chỗ lên cao nhất. Cả nhà mình có thể nhìn thấy được những chiếc tàu ở ngoài kia, những chiếc tàu dầu và những chiếc tàu hàng rất là to. Không biết cả nhà thấy không, có cái giàn khoan nữa, có cả cái giàn khoan ở ngoài kia nữa. Wow, trời đang mưa cả nhà ơi. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy nha. Ở đây có những cái điện gió nằm xa xa, tuốt xa xa ở ngoài kia. Đang quay là không biết nó nằm ở đâu. Quá cao luôn. Không biết nó ở khu vực nào cả nhà. Có thể bờ biển ở miền Tây, khu vực miền Tây cả nhà. Ở Vũng Tàu có cái điểm này thật là đẹp, thật là tuyệt vời. Không khí mát. Rất là mát. Rồi bây giờ mình đi xuống nha. Ở trên đây có cả bãi đậu xe Honda nha cả nhà. Cả nhà mình thí dụ đi bằng xe Honda thì có thể chạy thẳng lên đỉnh núi luôn. Có thể đậu xe ở đây và đi tham quan chụp cảnh khu vực thành phố Vũng Tàu nha cả nhà. Đặc biệt là phía ở trên cái khu vực này cả nhà mình có thể nhìn thấy những chiếc tàu to như thế này nè. Chở hàng đi qua đi lại trên đây. Nhìn rất là vui. Hiện tại giờ hồi nãy có cái đám mây đó. Bây giờ đám mây kéo tới rồi, sắp mưa rồi cả nhà. Thôi bây giờ mình ngưng ở chỗ đỉnh núi này nha. Sắp mưa rồi cả nhà. Bây giờ mình ngưng ở chỗ đỉnh núi này mà mình đi xuống nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở cảnh tiếp theo nha. Tuyệt vời luôn cả nhà.
cái tàu bè ở ngoài biển người ta quan sát.